Muốn gặp người xuất sắc thì bạn cũng phải trở nên thật xuất sắc. Mình từng đọc một đoạn thế này: đừng cố đuổi theo một con ngựa, mà hãy dùng thời gian đó để trồng cỏ. Đợi đến khi xuân về, hoa nở, sẽ có cả một bầy ngựa đẹp cho bạn lựa chọn. Bạn có cố làm thân với ai cũng chỉ là thứ tạm thời. Người bị thu hút bởi tài năng của bạn mới trở thành lâu dài. Bản thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại. Bản thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Người xuất sắc ắt sẽ gặp được người xuất sắc hơn. Cuộc đời bạn như thế nào phụ thuộc rất lớn vào những người xuất hiện bên cạnh bạn. Ở cạnh ánh sáng thì bạn sẽ không bao giờ tăm tối. Ở cạnh người có chí tiến thủ, bạn sẽ không lo bị lạc hậu. Đời người rất quý giá, vì vậy hãy trở nên thật xuất sắc. Ngày em sẽ chết, có thể là tuần sau, có thể là tháng sau, có thể là năm sau, có thể là 50 năm nữa. Nhưng mà một ngày em sẽ chết. Cái quỹ thời gian của em trên thế giới này là có hạn. Và bất kể em làm gì ngày hôm nay, dù em có tự tin hay là em có không dám làm những cái việc gì mà em muốn làm, thì qua cái ngày hôm nay thôi, quỹ thời gian của em ít đi một ngày. I told you that I never would, told you I'd change, even when I knew I never could. Now that I can't find nobody else as good as you, need you to stay, need you to stay. Chúng ta đừng dừng ở tự ti khi mà thấy những bạn bè đồng trang lứa thành công nhé. Hãy đối diện và vượt qua nó bằng cách lắng nghe trái tim rằng là mình thích gì này, mình làm gì thì mình hạnh phúc nhất, và mình muốn trở thành người như thế nào. Mình tin là khi bạn đã tìm được cái mà bạn thích, bạn có cho mình một sự quyết tâm cao độ, thì khi đó cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn. Có câu nói thế này, ý nghĩa của cố gắng chính là: đừng để đến lúc cha mẹ cần, bạn chẳng có gì ngoài nước mắt. Đừng để đến lúc con cái cần, bạn chẳng có gì ngoài hổ thẹn. Đừng để đến lúc ngoảnh mặt lại nhìn quá khứ, ngoại trừ lãng phí thời gian, bạn chẳng có gì cả. Đó chính là lý do bạn phải phấn đấu nỗ lực đấy. Người ưu tú hơn bạn vẫn đang cố gắng. Đừng nghĩ những người giỏi thì họ có thể nhàn hạ. Hãy nghĩ rằng chính vì họ phải chạy liên tục nên họ mới có và duy trì được vị trí hiện tại. Bây giờ bạn không cố gắng khiến bản thân có một cuộc sống mình mong muốn, trong tương lai bạn phải dùng rất nhiều thời gian cùng sức lực để đối chọi với cuộc sống mà bạn không mong muốn. Đừng để bạn của tương lai chán ghét bản thân lúc này. Đừng sống để 10 năm lại giá như tôi thế này, tôi thế kia. Đừng đợi đến khi không thể thay đổi rồi lại mới bắt đầu hối hận. Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta phải cố gắng hết sức, biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó ra. Khi được hỏi một đời vì sao phải cố gắng, có một câu trả lời vô cùng lắng động là: bởi vì đau đớn nhất không phải là sự thất bại, mà là những gì đáng ra ta có thể làm được nhưng ta lại không làm. I've been painting every fence I know, every color bleeds into the sight. Thì người ta sẽ nhìn vào bố mẹ của các bạn để người ta đối xử với các bạn. Nhưng mà khi các bạn lớn lên rồi, người ta sẽ nhìn vào các bạn để đối xử với bố mẹ của các bạn. Hãy nhớ rằng tốc độ thành công của mình luôn luôn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Nhớ điều đó, luôn luôn nhớ điều đó. 日子过得可真快啊。 Điều đầu tiên, con sẽ tự hào bởi vì con là thằng 30 điểm hơn nó.
về điểm số đã. Điều thứ hai, khi con đã làm được 30 điểm thì chắc chắn kiến thức tích lũy của con dư thừa đó con sẽ để sẵn sàng và bước vào trong trường đại học con học một cách đơn giản, nhẹ nhàng và ung dung. Còn nó 25 điểm bước chân vào cũng học kiến thức đấy nhưng chới với lo sợ nó phải bơi ra thì con lại ung dung và tỉnh táo. Cuộc đời nó rất công bằng, đừng thấy là 25 điểm với 30 điểm mà giống nhau. Sau hai thằng cùng làm nhân viên thì có một thằng đến một giai đoạn nó sẽ lên phó giám đốc, còn mình vẫn là nhân viên. Các bạn đừng nghĩ rằng là ta học tư duy ta khác gì cái thằng mà học sao chép. Cô nói đại học chỉ là một lớp thang, nhớ là cuộc đời này không có dấu mốc của sự thành công, thành công là những bước thang để bạn bước. Và ở đời này chỉ có một đích, đại học không phải là đích, đại học chỉ là mục tiêu để bạn đạt đến cái đích cuối cùng của bạn ở cuộc đời. Cái quan trọng bạn biết tích lũy những kỹ năng và rèn luyện những cái kỹ năng của cuộc sống và học ở cách nào trước đây bạn cũng có thể học, thậm chí còn học nhiều hơn. Vì vậy những thằng bước chân vào đại học chắc gì đã thành công. Có rất nhiều con người không vào con đường đại học bởi sao? Học không đồng nghĩa với việc phải là vào trường, mà ở đây học có nghĩa là những trải nghiệm. Học ở đây là sự tích lũy kiến thức và tích lũy đấy ở nhiều mặt của cuộc sống. Còn tương lai thì sao? Tương lai làm gì có thật? Chỉ có quá khứ đã qua và giây phút hiện tại chúng ta đang sống. Giây phút hiện tại mình đang ngồi đây để tâm sự với các bạn. Nếu chúng ta không trân trọng giây phút hiện tại, chúng ta bỏ lỡ, chúng ta chần chừ, thì ngày hôm nay nó lại qua đi, nó thành quá khứ mất rồi. 在学校里最可悲的身份是那种既不是学霸又不完全是学渣的人，他们听不懂课，作业不会做，只好以抄作业为主，不逃课，不捣乱纪律，为考试成绩着急，三分钟热度，又无奈于现状，又恨自己不争气，他们以最普通的身份埋没在人群中，却过着最煎熬的日子。 我和我最后的倔强，握紧双手，绝对不。